con ơi Phật căn có ngồi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên, bước cùng của cõi phàm duyên không tìm đây hỏi còn yên chỗ nào. Mất tao né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên thành mỗi lời trong các kệ kinh. Nói chung chứ chẳng cố tình riêng ai, hiển sâu với nghĩa nhân loại mới không lầm ý của bài kệ cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con, nhưng không để chí hao mòn. Ý nguyện chưa thi gỡ nỗi xưa càng làm, chỉ khi con thừa mạnh ra. Kính thưa cô chú, các chị đại gia đình thân mến nha, hôm nay Lượng Anh đi ra tại xã Vĩnh Phương, thôn Như Xuân 2, đi ghi hình lại một ngôi chùa Thanh Văn nha cả nhà. Chùa này trụ trì mới qua đời sao, cho nên là rất là buồn. Cả nhà mình cùng theo chân Lượng Anh đi vô tham quan chùa và chiêm ngưỡng chùa và cùng lễ Phật luôn nha cả nhà. Giờ Lượng Anh đang đứng cổng tham quan này cả nhà. Thôn Như Xuân nha cả nhà. Đây Lượng Anh ghi hình mặt trước cho cả nhà mình cùng xem. Chùa này trồng rất là nhiều hoa cả nhà. Cả nhà mình thông cảm nha, cái gimbal nó bị mất tín hiệu, nó bị trao á, thành ra cái màn hình nó bị giật cái nha cả nhà. Đây là những đền thờ ở chùa. Chùa thì trồng rất là nhiều hoa cả nhà. Đó, Lượng Anh ghi hình trước mặt chùa cho cả nhà mình cùng xem. Chùa Thanh Văn nha cả nhà. Thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thôi giờ mời cả nhà mình đi vô bên trong nha. Nói chung sư phụ cũng qua đời rồi, thành ra là bây giờ chùa này cũng có một ông em chiều ổng ngang khói thôi, chứ cũng không có ai mà tới lui thường xuyên hết cả nhà. Một cái bảo tháp rất là lớn luôn cả nhà. Nơi này cũng thờ là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi hai bên thì bên tả bên hữu thì có hai ngày hộ pháp cho cả nhà. Ở trong này thì thờ bà Dị. Đó. Ở trong nữa thì thờ có thằng Long Đao là Kim Bát Bộ cả nhà. Đây. Đây là thằng Long Đao cả nhà, cả nhà. Kim Bát Bộ. Ngôi chùa thì cũng lộng lẫy lắm cả nhà, mà có cái là thầy trụ trì qua đời rồi, thành ra bây giờ coi như không có ai
đỡ tiếp nối hết. Mời cả nhà mình ra bên ngoài. Tên chùa đẹp lắm cả nhà, chùa Thanh Văn. Đây cái bảo tháp rất lớn lớn cả nhà. Trước mắt thì Lượng Anh thấy là ghi 1988 đó cả nhà, mà không biết là cái gì 88. Lượng Anh đang quay tổng quan bên ngoài nha cả nhà. Chùa rất trồng rất là nhiều hoa, toàn là hoa bông hồng không cả nhà, hoa hồng không à. Cổng chùa rất là nổi bật luôn nha cả nhà. Mời cả nhà mình vô chánh điện nha. Đây là bông nho là cái nhà, bông nho rất là đẹp. Mời cả nhà mình vô chánh điện. Lượng Anh đang đứng trên chánh điện để quay ra bên ngoài rồi cả nhà. Đó. Ở sau là Phật, thờ Phật tổ như cái nhà, nhưng mà cũng thờ bằng bài vị. Đây Phật tổ đứng đây, có một cái mỏ, một cái chuông rất là lớn. Đây thầy trụ trì mới mất cả nhà. Thầy trụ trì mới mất nha cả nhà. Thôi mời cả nhà mình ra ngoài.
Nè, ở trên thì thờ Ngài Quang Thánh với Phật Bà. À, nhưng mà không Lượng Anh không có ai, Lượng Anh không có lên được nha cả nhà. À, nơi này thờ đền của mẹ Quan Âm. Tôi mời cả nhà mình cùng đi ra nha cả nhà. À, thôi kính chào cô chú các anh chị đại gia đình thân mến. Hôm nay Lượng Anh cũng đi đến xã Vĩnh Phương, thôn Ngư Xuân 2, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đi ghi hình một cái ngôi chùa Thanh Vân cho cả nhà mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng. Nhưng vì thầy đã trụ trì đã qua đời khoảng mấy tháng nay rồi, thành ra là coi như chùa này vắng tanh không có ai ấy hết, có ông em ổng về ổng nhang khói thôi nha cả nhà. Chiều chiều ổng về ổng nhang khói thôi, thành ra cả nhà mình cũng thông cảm, xem qua video này cũng rất là cảm động. Chùa mà không có người thôi, chào cả nhà nha. Thôi Lượng Anh cũng xin kết thúc video nha cả nhà nha.